hai cả nhà. Thì trong video ngày hôm nay thì tiếp tục mình ra tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm, thì mình giới thiệu cho mọi người hôm nay là bạn Thanh Liêm có bán mấy cái hồ kính à. Đây, mấy cái hồ kính như thế này được bạn Thanh Liêm bán nha. Có hồ kính xây to xây nhỏ nguyên cái hồ luôn đó, cái hồ nè. Ở đây là có cái hồ nhỏ này, có này cả ba ngăn nè, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn đó. Cá cảnh của anh Liêm bán đầy đủ các loại luôn ha. Và ở đây mình có thể tha hồ mà là tự do lựa chọn, mình thích mình mua, không thích mình có thể tham quan đó. Cá Thanh Liêm rất là đa dạng nha. Mua cá gì vậy? Kim bông hả? Hai con đỏ, hai con đỏ em. Con đỏ. Đẹp quá. Con lấy bao màu đi. Lấy bao màu đi. Con vàng nó đi. Có màu. Đẹp quá vậy. Chim vàng. Bà bà. Bà mấy cái bà con. Dẹp. Cái lóc này, lóc Thái. Con này hôm bữa chú bỏ, chú Liêm bỏ chung với con ngon mà bởi. Ừ. Bỏ chung. Mua con gì vậy, em mua cái gì? Giờ mua thuốc à, không mua cá nữa. Mua thuốc hả? Mua thuốc gì? Chú mua can đi chết. Hả? Can đi chết. Nè. Cái này là gì ta? Ồ, nguyên bịch đẹp vậy. Cánh mườm. Cánh mườm. Con này đẹp nữa. Lấy con chó nè. Lấy con chó nữa hả? Mua con chó không đi bán con chó luôn đó. Rồi, cảm ơn em nha. May rồi có hộ tiếp nha. Phần ghét tư rồi ba đuôi. Mua chai thuốc hả? Hai cái máy mà mình có sẵn luôn. Này bị cổ họng bị đau quá mình biến nói chuyện quá. Con nóc này về làm gì vậy? Hả? Con nóc này về không biết làm gì. Nuôi kiển với làm gì? Bỏ chung vô mấy con cá pita. Ừ, nó đẹp. Nay em có học hả? Đây là chủ nhật mà. Ờ. Ra Liêm chơi hả? Cái này xuyên lắm, đi bộ ra luôn. Ừ. Không đi xe đạp. Chở hả? Chở hả? Chở hả? Chở à, này có khủng long sáu sừng kìa. À, slot. Ủa sao bữa nay thì em sửa thành khủng long rồi, bữa nãy em nói gồng mà. Liêm. À, con ai slot. 200 người. Bữa em nói gồng rồi, bữa nay em sửa thành khủng long rồi. Chơi kỳ vậy, sao đổi tên rồi. Con thì nhau sắp con sắp sừng rồi. Con lóc sỏi nha mình. Thám gầy nhà nuôi nhiều chưa? Nuôi mấy con rồi? Hả? Nuôi nhiều con chưa? Chưa. Nuôi mấy con rồi? Chưa.
có mười mấy con ạ. À. Mười mấy con hả? Đẹp quá, cái lóc đẹp. Châu đen. Châu đen. Đủ hóm tiểu hoàng đế gì luôn chứ. Có ốc táo 5 kè. Có sổ gì 5 ngàn không chứ Liên? Rồi em bé này ngủm rồi Lâm ơi. Ủa Liêm ơi. Cá kia bị ngủm rồi Liêm ơi. Đâu con nào? Liêm ơi em này bị ngủm rồi. Review về em bị ngủm rồi. Ngủm thiệt. Hắn bê bà luôn. Nhiều bữa có quay rồi. Mấy con đuổi xanh là hát bê bà luôn. Bà luôn xa giao. Chứ bỏ thuốc gì mà trong hộ đó xanh xanh vậy? Thuốc chiên chữ cho cá. Thuốc có xanh chặt. Trời ơi có mấy con này đẹp dã liếm. Ủa qua cũng qua lớn 150, 120, dòng nhỏ 35. Thấy con ngủ qua con lớn nha. Đẹp quá ha. Ê. Cái giá nó kìa. Mấy hôm nay lâu lâu coi trên chú. Hello em, mua cá gì? Tham quan cá phải không? Mời em vào. Đây có ông chủ cá tiếp em. Cá cảnh Thanh Liêm. Thôi đợi đẳng lĩnh đó bạn cô tiếp. Lĩnh đâu? Cá lĩnh đẳng cho bạn đẳng á. Đứa nào mấy hôm nay chị mua không có nào khô, khô cái đống luôn. Bóp gồm bột luôn. Xuống lĩnh tiếp đi. Cá cảnh Thanh Liêm. Trên gọi xuống là nhìn thấy gì dữ. Chú lửa đó bạn, xong chú nhâm là chú có tách cái thân ở giữa kìa không?